Việt Nam có nhiều sông, ao hồ và bờ biển dài, rất có tiềm năng nếu biết khai thác diện tích mặt nước các hồ chứa thủy lợi với các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao như là cá lăng nha, cá trình, cá rô phi, cá chấm, cá chép. Để nuôi cá lồng trên sông đạt hiệu quả cao và giảm thiểu thiệt hại, người nuôi cần lưu ý kỹ thuật trong thiết kế lồng nuôi cùng một số lưu ý khác trong quá trình thả nuôi. Đây cũng là nội dung chính của tiểu mục Mách Nhỏ Nhà Nông ngày hôm nay. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Đây là hệ thống lồng nuôi cá trên sông của gia đình anh Lưu Thanh Hà. Theo anh, mặc dù khung lồng nuôi cá có thể làm bằng các nguyên liệu như thép mạ kẽm, tre, gỗ, nhưng để chắc chắn và có thời gian sử dụng lâu dài, gia đình anh chọn vật liệu là thép có mạ kẽm chống rỉ. Tuy đầu tư khoảng 20 triệu đồng một chiếc, nhưng anh có thể sử dụng hàng chục năm. Lồng này lồng 6m, 6m x 6m, còn lồng kia 6 x 9. Toàn bộ sắt này là ống kẽm, kẽm ly 6 hoặc là 2 ly 3. Vật liệu nó tốt thì độ bền nó được cao, mà nó yên tâm. Mưa, gió, nói chung là làm trên sông này nó mưa, nó không phải là lúc nào nó trời yên gió lạnh, nó dông gió, nó nước chảy lũ lụt, nó nhiều vấn đề lắm. Khác với những khu vực nước tĩnh, đặt lồng nuôi cá trên sông, lồng cá sẽ đối mặt với các vấn đề liên quan tới dòng chảy, bão lũ. Để đảm bảo an toàn cho lồng cá, gia đình anh Hà sử dụng lưới làm lồng bằng polyethylene dệt không co rút và làm nổi bằng hệ thống phao nhựa hoặc thùng phi đính vào khung lồng. Bình quân mỗi lồng tầm 10 cái phi, 10-12 cái phi một lồng. Mỗi lồng như lồng 9 kia thì thả được khoảng độ tầm rô phi thả được tầm 2.500-3.000 con. Chấm thả được tầm 1.000 hơn 1.000. Lồng 6 này thả được tầm 2.000 rô. Chấm thả 6-700. Trong kỹ thuật chọn cá giống và mật độ thả, bà con cần lưu ý cá giống có sức khỏe tốt, kích thước lớn, không có dấu hiệu của bệnh, dị hình, xây sát, nên chọn những loại cá có sức chống chịu tốt, tăng trưởng nhanh, giá thương phẩm khá cao như cá chấm cỏ, cá rô phi, cá diêu hồng. Cá giống nên thả vào buổi sáng trời mát, trước khi thả nên tắm cho cá bằng nước muối 2-3% để phòng bệnh. Đối với nuôi cá lồng bè ấy, thì phải thả cái cỡ mà lớn hơn, thấp nhất cũng phải là 5 nạng. Mục đích nó chống chịu với cái điều kiện mà môi trường nó tốt hơn là cá nhỏ. Cái hai nhất, cái hai nó chủ yếu là dùng thức ăn tự nhiên mà nó sử dụng triệt để hơn. Mấy cháu đây chân rau cỏ nhiều, con cá nó dài như thế này mà. Vâng. Chấm nhìn nó dài. Đây, đúng ra chợ bây giờ nhiều khi người ta chăn ao người ta không chăn rau bèo ấy. Chấm nó muôn màu ấy. Đây, trông cái màu nó sáng mà mắt nó sáng, cá nó khỏe. Để chủ động nguồn thức ăn xanh cho cá, anh Hà còn tận dụng phần diện tích đất bãi và diện tích mặt nước để trồng cỏ ngọt và rau muống. Điều này không chỉ giúp anh chủ động về nguồn thức ăn xanh, giảm chi phí mà còn mang lại nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng và an toàn cho cá. Cỏ với rau là nó là sản phẩm mình trồng tự nhiên, thì chăn con cá thì nó con cá sẽ chất lượng nó ngon hơn. Tuy thời gian nó có thể là dài hơn chăn công nghiệp một chút, nhưng mà con cá nó sẽ ngon hơn là chăn công nghiệp hoàn toàn. Con cá thì nó đẹp hơn. Cùng với đó, theo các chuyên gia thủy sản và những người nuôi cá có kinh nghiệm, bà con cần thường xuyên vệ sinh lồng bè để đảm bảo nước lưu thông tốt, cung cấp đủ oxy hòa tan cho cá. Cần áp dụng các phương pháp phòng bệnh tổng hợp như quản lý thức ăn chặt chẽ, tránh dư thừa sẽ làm ô nhiễm lồng nuôi, làm cá dễ nhiễm bệnh. Bây giờ mình 10 lồng, mỗi một lồng là xô bù là khoảng độ tầm thả khoảng độ 3.000 con, nó hao hụt đi. Còn như con rô thì xô bù là mỗi một lồng được khoảng tầm 2 tấn rưỡi một lồng. Xô bù là bây giờ 10 lồng thì một nứa là được 25 tấn. Một năm là được khoảng 2 nứa. Là một năm là khoảng độ trừ loại kia là mỗi một lồng là được. Mỗi một lồng một năm là khoảng độ tầm 5 tấn một lồng. Thì 10 lồng là khoảng độ gần 50 tấn. Theo chuyên gia Nguyễn Huy Điền, người nuôi cần căn cứ vào kích cỡ cá, thị trường tiêu thụ để tiến hành thu tỉa hoặc thu hoạch toàn bộ. Với mùa mưa lũ nên có kế hoạch thu trước khi mùa mưa lũ đến để giảm thiểu thiệt hại.
Những hình ảnh cuối cùng của tiểu mục Mách nhỏ nhà nông vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cùng nông dân ra đồng của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi ý kiến thắc mắc và góp ý, bà con vui lòng gọi về tổng đài 1900 6145. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các chương trình lần sau.